Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vlog thứ N. Bữa nay tụi mình đang chuẩn bị soạn đồ để về Cần Thơ. Tụi mình có 3 ngày về quê. Dự định là sẽ đi một vài vườn trái cây như là vườn chôm chôm, vườn xuyên. Lần này mình sẽ dẫn các bạn đi cùng với hai vợ chồng mình nha. Cần Thơ đây. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị chạy đi vòng vòng không gió. Một người một vé nha quý vị. Ngoài ra còn có vé 30 nữa, 30 thì chỉ tham quan thôi chứ không được hái. Có quầy bánh, bánh khọt. Ok. Chăm chăm. Ừ.
Double hand. I show you how to eat it. Okay. Yeah. How to eat chom chom by Tanny. Okay. First, shake it. Throw it on the ground. Pick it up. Shake it again. Okay, see it. Open it. Pull it. And put it in your mouth. Chào mừng các bạn đến với Vườn Chôm Chôm ở miền Tây. Chôm chôm. Đó các bạn, rất là tươi luôn. Bác hay hái vườn vừa hái những cây xuống đây. Đây. Chôm 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 chôm. Okay. Mình nhớ lúc mà tụi mình đi Mỹ á, mình thấy nó bán một trái như là $2 các bạn. Em là YouTuber nổi tiếng nhất trong nhóm này. Hai chỗ hả? Đi hết luôn các bạn. That's not what I thought. I thought it hurt you. Chom chom. Cái này gọi là chom chom là nhím biển của đất. The porcupine, the sea urchin of land. I'm not there, bro. Gì mà nó đắt gì nè, ông mẹ ơi, sao mà
Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người chuẩn bị đi về đây. Mọi người ăn chôm chôm thỏa mãn chưa? Mánh chán rất là mặn. Nhưng ngược lại mánh chán rất là. Rồi về thôi. Thật ra là 7 người nhà mình chắc ăn tầm cỡ 2 kg chôm chôm thôi mọi người. 2 kg chôm chôm này ra ngoài mua thì chắc cỡ 60 ngàn là hết rồi. Mình trả hơn 500 ngàn. Nhưng mà quan trọng là trải nghiệm đúng không? It's Janelle. Janelle is a girl. She's so annoying. So hyper. Bây giờ là 4 giờ mấy chiều nhưng mà trời hơi mưa. Nhưng mà trời mới mưa rất to. Ai cho mưa rồi hả? Ba trái chôm chôm. Chiều nay cả gia đình sẽ đi ăn đậu dê. Đậu dê xả mắt ở trong cái răng. Được cậu quá là mong lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẫu giáo 24 ngày rồi.